Sau đó là các bác đến với lại dòng loa súp, súp trầm. Dòng súp trầm này là dòng súp Harman Kardon. Harman Kardon ạ. Dòng này thì có cả màu bạc này, màu bạc nhạt và màu đen bóng. Đen bóng. Thì đối với dòng này thì có hai model. Có hai model các bác ạ. Một model là Harman Kardon, model là TS11. Và con bên này là model là TS7. Đấy. Hai con này. TS11, TS7. Hình thức thì gần như là không khác nhau. Không khác nhau được ạ. Không khác nhau, có thiết kế ở bên trong thì có khác nhau. Mức giá 5,9 triệu một chiếc. Và các bác ạ, những chiếc súp này dùng cho những căn phòng tầm 40m² đổ lại. 40-45m² đổ lại thôi ạ. Được chưa? Dòng súp này bát úp đất cho chất âm thoát xuống sàn rất là ấm. Sau đây em sẽ giới thiệu từng mã. Thì về hình thức thì báo cáo quý vị là hai con này thì thiết kế đều có hộp bảo vệ riêng bo mạch, đều có bộ cái hộp bảo vệ riêng cái bo mạch để tránh con súp ấy. Tránh con súp nó đánh rung quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái bo mạch này. Thì để em cho hai cái bo này gần nhau. Hai con này đều cùng một giá. Cho hai cái bo này gần nhau. Cho các bác xem luôn này. Về tất cả các nút tinh chỉnh của hai con này thì đều như nhau. Đều như nhau. Nút này báo cáo các bác là dòng này là có nút hai con nút này. Đều như gần là như nhau luôn. Đấy. Đây. Nhưng mà một con thì nó sẽ ghi là đây. Một con thì sẽ ghi là on off file, một con là power on model off, nhưng con này thì nó lại không ghi power, nhưng mục đích của nó vẫn là nút đấy. Thì cái nút này là cái nút on là khi bật nguồn. Cái này là bật nguồn bằng tay. Còn cái nút này nút auto là nút tự động. Đây. Tự động thì khi quý vị cấp tín hiệu vào nguồn vào đây, tín hiệu âm thanh vào cái loa súp này, thì khi con loa súp này mà vô tình các bác tắt tất cả các bộ dàn âm thanh và bác quên tắt súp, thì nếu chế độ auto này khoảng độ cho một thời gian nhất định nó không nhận được tín hiệu đưa vào, nó sẽ tự ngắt nguồn. Bởi vì đa số là các bộ dàn âm thanh là anh em mình hát xong hoặc là nghe nhạc xong toàn quên tắt súp. Đấy, nó sẽ tắt. Đấy, nó rất hay. Hai con này đều có như vậy. Được chưa? Nó khác nhau về model là một con là TS11 và một con là TS7. TS7. Này. Đấy. Còn về bo mạch. Bo mạch đây. Thì em cứ để cho các bác so sánh lấy nào lấy. Hai con bo mạch này thì nó cũng có khác nhau đấy. Có khác nhau đây. Một con thì biến thế xuyến tròn, một con thì vuông. Chưa? Đây. Này. Còn hai bo bìa công suất thì con này, đây con này có cái bìa nữa đây kìa, làm kín này, nhưng không như con này làm cách ra thì nhìn có thể nó rộng, nó hở mố. Đây một con này làm kín, lật ngược lại đây. Đấy. Mức giá 5,9 triệu. Tất cả các bộ dàn âm thanh các bác muốn hay thì bắt buộc phải có súp nghe cho nó ấm, nghe nó mới ấm, nó mới phê được, chứ không phải tự nhiên. Được chưa? Đấy, em đang nhìn xem là con này thì đang nhìn thấy nó có chạy hai sò than rồi. Nhưng con này em đang nhìn thấy nó chạy cái sò quái gì đây, chưa thấy đâu. Ấy, lại thế cơ. Con này nó xử lý với cái này thì em chịu. Con này em chả nhìn thấy sò đâu. Nó xử lý bằng điện tử hay cái gì chịu. Đây có hai sò này này. Có nhìn như vậy không? Đấy. Đấy, các bác nhìn biết thì phân biệt hộ em. Hai con giá như nhau. Chất âm em thử nó chả lệch mấy. Đây về cổ loa đây các bác ạ. Nhìn này. 25 FP. FP12 DBZ là 212 DBZ, 12 DBZ DBKOE 101. Con này là 101 216. Con này khác. Hai con cũ này có khác nhau về thiết kế, có khác nhau về hình thức một chút. Được.
Tại sao mẹ Trung như đánh bát ấm lắm. Đánh bát ấm mềm nhũn luôn. 5,8 triệu ạ. Đấy. Về hình thức đấy ạ. Đây, về hình thức đây. Con này màu đen, màu đen đen bóng đấy. Hai con này màu đen bóng. Đây hình thức phía ngoài đây. Nó vẫn là màu đen đấy nhưng mà con này màu trắng. Ở trên cùng nó có chữ Harmancadon và đèn bóng nguồn đây. Phía giữa logo. Đây em quay con này thì các bác hình dung là con màu đen bóng kia nó vẫn là con này đấy. Đấy, thấy chưa? Em quay đây. 5,9 triệu ạ. 5,9 triệu con này. Cảm ơn các bác.